Hello, chào các em nha. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube chuyên bán hàng nội địa và âm thanh bãi của Nhật Audio. Trong video hôm nay thì mình sẽ mang đến cho anh em là một cặp loa Bookshelf đến từ thương hiệu nội địa của Nhật Bản là Aiwa, và dòng này sẽ có tên model là E80 nha anh em. Đây là một dòng loa mà có thiết kế rất là nhỏ gọn và anh em có thể mà trưng bày trong rất là nhiều không gian nhạc khác nhau. Và Aiwa cũng là một thương hiệu là con của thương hiệu Sony nha anh em. Sony thì cũng là một trong những thương hiệu rất là nổi tiếng rồi nha mà. Nên về chất lượng gia công của dòng sản phẩm này thì anh em không cần phải lăn tăn của anh em. Đây, con này thì nó sẽ có các thông số và kích thước như sau: chiều cao là 42 cm, chiều ngang là 25 cm và chiều sâu là 25 cm nha anh em. Con này nó sẽ thuộc dòng loa 3 đường tiếng nên anh em có thể mà nghe tái tạo và chất âm nó là cực kỳ tốt, và đặc biệt thì nó có thêm có 2 crossover để mà anh em có thể mà tinh chỉnh giải mid và giải treble để mà khi anh em nghe nhạc mà hát karaoke để anh em có thể mà chỉnh cho chất giải âm được tốt hơn. Bây giờ anh em được xem qua về cực cảnh. Đây, cái này nó sẽ có thiết kế là thùng gỗ nha anh em, bao gồm là một loa bass 20, một loa mid và một loa treble anh em. Đây, Aiwa E80, dòng này nó sẽ có thiết kế là 3 loa nha anh em. Đây, một cái crossover điều chỉnh về giải mid và một cái crossover để điều chỉnh về giải treble. Đây là căng dòng sản phẩm này, thì nó là bằng vỏ lưới nha anh em, và nó có một cái khung nó rất là chắc chắn nha anh em ạ. Đây, coi cái khung nó kế thì nó sẽ ngồi ra bên ngoài khá là nhiều, giúp cho bảo vệ màn loa tốt hơn. Đây, chúng ta sẽ đến với tem của dòng sản phẩm này. Con này hàng đặc biệt về trùng số series nha anh em. Đây, 11125 tự ở con bên cạnh nha anh em. Đây, 11125. Đây, con này được sản xuất ở bởi Aiwa, chính hãng là Made in Japan, công suất là 70W, trở kháng là 8 ohm. Nói chung đây cũng là những cái mà tiêu chuẩn rồi. Nhưng mà đây, hai cặp loa trong sản phẩm này, và đặc biệt là dòng này thì Nhật gửi lại cho anh em có một mức giá phải rất là tốt rồi. Nhưng mà chỉ với 2.600.000 đồng, và nếu anh em muốn mua thì anh em phải liên hệ trực tiếp với Nhật qua số điện thoại hoặc qua Zalo để được tư vấn và hỗ trợ nhiệt tình nhất. Và bây giờ mình sẽ test luôn về chất âm của cặp loa này. Mời anh em. Hiện tại thì Nhật đang phối ghép cặp loa này với âm layer của Sansui nha anh em. Đây là dòng Alpha 67DR. Đây, mời anh em cùng gửi chất âm. Anh đưa em cuối nẻo cuối đường, gió đầu non, gió lọt đầu về miệng xuôi qua bốn vịnh năm còi đón đưa đưa ngược xuôi. Em ơi đường về quê xa mấy bước, đường về quê xa mấy ngõ, mà sao người nỡ bỏ bỏ quên đường. Trên đường em đi đường nở hoa khắp luống cây, trên đường em đi đường nở hoa khắp chiến trường.
âm của cặp loa Aiwa E80 này mình nghe phải nói là rất là tuyệt vời đấy mà. Con này tái tạo ở giải bass với giải chép, nghe phải nói là cực kỳ hay. Bass nó đập căng, có lực. Chép thì nghe sắc sảo, rất là bén nha anh em. Con này cũng là một trong những dòng sản phẩm mà mình đánh giá rất là cao ở phân khúc giá rẻ đấy mà. Và con này thậm chí em phải mà hát karaoke phải nói là rất là tốt luôn nha anh em. Và đặc biệt thì hàng về mới ken, trùng cả số series nữa anh em à. Và đến từ thương hiệu con của Sony thì không có điểm gì để chê. Rồi anh em thấy sao về tổng quan dòng sản phẩm này thì để làm bình luận ở bên dưới video. Cảm ơn em dành rất là nhiều thời gian để theo dõi video của Nhật Audio. Nếu thấy video hữu ích thì anh em hãy đăng ký kênh để ủng hộ Nhật Audio nhé. Xin chào và hẹn gặp anh em trong những video lần tới. Bye. Anh em có thể vào trang facebook.com/nhật audio để tìm thêm và nhiều sản phẩm mới nhất nhé.